Những mối tình thời xưa luôn có những bất ngờ, vì thời ấy người ta không có những phương tiện thông tin nhanh chóng như Internet, điện thoại cầm tay. Thế nên có khi người yêu đã dọn nhà hoặc thậm chí lên xe hoa về nhà chồng cả tháng sau mới nhận được thiệp báo tin. Chưa kể thời chinh chiến, người yêu phải cấp bách lên đường. Nhạc sĩ Anh Bằng đã ghi lại tình huống và cảm xúc ấy. Mời các bạn nghe sau đây nhạc phẩm Gõ Cửa với karaoke của Sao Huỳnh. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng điều hiu khung cài nhập thâm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình, và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo thời trai binh lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền súng đạn xa trường. Các bạn đang nghe Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng với hòa âm và karaoke của Sa Huỳnh. Nói chúc các bạn một ngày sinh hoạt vui vẻ, bình yên. Nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình,
và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo thời trai bình lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền súng đạn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền súng đạn xa trường. Võ Cửa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.